Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Clickbuy. Galaxy S10 Plus là một trong những sản phẩm đánh dấu sự lột xác ngoạn mục về thiết kế so với chiếc Galaxy S9 tiền nhiệm. Điều này thì đã chứng minh qua doanh số của chiếc máy này khi mà S10 Plus bán rất chạy ở trên thị trường thế giới. Và ở thời điểm hiện tại thì cũng đã hơn 1 năm rồi kể từ khi chiếc máy này được ra mắt. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem ở thời điểm năm 2020 thì chiếc máy này sẽ có những điểm gì đáng chú ý nhé. Hãy cùng mình bắt đầu thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thiết kế trên chiếc máy này. So với các thế hệ Galaxy S trước thì S10 Plus đã có sự đột phá về ngoại hình khi máy rất mỏng nhẹ cùng với thiết kế mặt lưng kính bóng bẩy và vô cùng sang trọng. Ngoài ra thì một điểm đáng chú ý nữa ở trên chiếc Galaxy S10 Plus đó là cảm biến vân tay mặt sau đã hoàn toàn biến mất nhờ được đặt ẩn ở phía dưới màn hình. Samsung mặc dù hơi chậm chân trong cuộc đua này, song bộ đôi Galaxy S10 lại được trang bị công nghệ vân tay siêu âm đầu tiên chứ không phải là quang học, giúp cho bảo mật của máy tốt hơn khá nhiều. Ở trên chiếc Galaxy S10 Plus thì máy sẽ được sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED kích thước là 6.4 inch, độ phân giải là 2K+, giúp đem lại độ chi tiết cao và màn hình sắc nét. Màn hình này thì vẫn có được những ưu điểm tuyệt vời của màn hình Super AMOLED như là độ tương phản cao này, màu đen sâu và ít bị phản chiếu. Điều đặc biệt đó là khả năng hiển thị màu sắc thì vô cùng chính xác khi mà Samsung đã thể hiện cho chúng ta thấy rằng họ biết lắng nghe người dùng của chúng ta đến mức nào và đã cải thiện hơn rất nhiều so với thế hệ Galaxy Note 9 trước đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào hệ thống camera trên chiếc máy này. Với việc máy sẽ được trang bị camera góc siêu rộng là 16 megapixel, trên S10 Plus thì có góc chụp tới 123 độ, tiêu cự là 12mm, khẩu độ là f/2.2, thì đây sẽ là một trong những camera có góc chụp rộng nhất hiện nay trên thị trường. Ngoài ra thì máy còn được trang bị hai camera còn lại phía sau kế thừa từ S9 Plus và Note 9. Cả hai thì đều có độ phân giải là 12 megapixel và hỗ trợ chống rung quang học OIS. Camera của chiếc Galaxy S10 Plus thì không thay đổi quá nhiều về thuật toán của camera so với thế hệ tiền nhiệm, khi mà chất ảnh cho ra thì vẫn vô cùng nịnh mắt, màu sắc tươi tắn, da người thì được làm mịn và trong trường hợp thiếu sáng thì ảnh sẽ hơi bệt bệt một chút chứ không gai góc và chi tiết tốt. Bên cạnh đó là một camera 8 megapixel, khẩu độ f/2.2, tiêu cự 22mm, chuyên để thu độ sâu phục vụ việc xóa phông. Chất lượng ảnh selfie của S10 Plus thì có tiến bộ đáng kể so với các thế hệ trước. Ảnh thì có độ sắc nét cao, chi tiết cao, màu sắc tươi tắn, giải sáng ấn tượng. So với phong cách mờ ảo, màu sắc nhợt nhạt thường thấy trên các chiếc camera selfie trước đây của Samsung thì có thể thấy hãng điện thoại Hàn Quốc đã có sự cải tiến rất đáng kể. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá đôi chút về hiệu năng trên chiếc Galaxy S10 Plus. Với sức mạnh con chip Exynos 9820 cùng 8GB RAM thì Galaxy S10 Plus cũng sẽ có thể gánh được tất cả các tác vụ từ nặng cho đến nhẹ một cách rất thoải mái. Một điểm đáng chú ý nữa đó là nếu như các bạn là một game thủ thì hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản tới từ thị trường Mỹ với con chip là Snapdragon 855 có GPU tốt hơn giúp hỗ trợ việc chơi game. Ngoài ra thì với giao diện One UI của Samsung sẽ giúp máy chạy vô cùng mượt mà và thoải mái. Với việc máy được trang bị viên pin 4100mAh thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng liên tục hỗn hợp các tác vụ trong khoảng thời gian là một ngày rất thoải mái. Ngoài ra với chuẩn sạc nhanh Quick Charge 2.0 sẽ giúp đẩy nhanh khá đáng kể thời gian sạc của chiếc máy này. Tuy nhiên thì sạc nhanh Quick Charge 2.0 ở thời điểm hiện tại không còn là một chuẩn sạc đem đến tốc độ nhanh và ấn tượng nữa, nhưng ít nhất thì cũng khắc phục được phần nào việc sạc đầy viên pin với dung lượng như vậy. Vậy là vừa rồi mình đã gửi tới các bạn bài đánh giá chiếc Samsung Galaxy S10 Plus trong năm 2020. Tổng kết lại, khi mà mức giá của chiếc máy này đang vô cùng tốt nhưng những thông số của máy vẫn được đánh giá là khá vô đối thì đây vẫn là một sự lựa chọn đáng chú ý. Vậy còn các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Hãy cùng comment ở phía dưới để chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.